Máy tính đời mới chưa đến 20 triệu, chip phải ngon, thiết kế cũng phải sang chị ạ. Thương hiệu thì càng phải đỉnh. Vậy thì em nên mua máy nào? Ừ, có luôn cho anh em. Let's go. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phúc Anh Smart World và mình là Nhật Thảo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm một em Dell Inspiron 5625 mới của nhà Dell. Và quan trọng là em đó được trang bị con chip mới nhất nhà AMD, AMD Ryzen 5 phiên bản chip mới nhất 2022. Nào chúng ta hãy cùng trải nghiệm xem chiếc laptop ngày hôm nay có những ưu và nhược điểm gì nhé. Dell Inspiron lần đầu tiên nhìn thấy thì mình phải đánh giá đây là một chiếc laptop cực kỳ trẻ trung và thanh lịch. Và theo như quảng cáo của nhà sản xuất thì đây là một em laptop xanh, nên từ trong ra ngoài, Dell Inspiron 5625 đều được nhà sản xuất sử dụng tối đa những vật liệu thân thiện với môi trường. Bao bì và quan trọng nhất là lớp sơn phủ bên ngoài trực tiếp ở trên máy thì đều là sơn hữu cơ ít bay hơi, hạn chế tác động ra môi trường và cũng như là bảo vệ sức khỏe cho người dùng. Máy thì sẽ có màu sáng bạc giúp cho chiếc máy trông sang hơn khá nhiều so với giá tiền chỉ 18 triệu đồng của em nó. Trọng lượng máy lên tới 1.97 kg, tuy nhiên thì nhìn lại khá là mỏng nhẹ. Việc này có thể giải thích là do mặc dù được làm từ vật liệu tái chế nhưng mà máy vẫn được đeo đảm bảo để làm sao mà cái build nó vẫn được chắc chắn nhất có thể. Chính vì vậy mà máy có trọng lượng lớn hơn so với bình thường. Bù lại thì độ dày 1.8 cm sẽ khiến cho bạn cảm thấy em nó trông tinh tế và thanh lịch hơn nhiều. Thêm một điểm đặc biệt nữa là máy có mặt A và mặt C thì bằng kim loại, sờ thì rất mát nhá, nhưng mà mặt D là bằng nhựa, sẽ giúp máy bớt nóng hơn khi sử dụng, cũng đỡ tốn kém hơn cho nhà sản xuất. Nhưng điều đáng nói ở đây đó chính là các bạn sẽ rất khó nhận ra sự khác biệt, ngay cả khi đã sờ tay vào máy sẽ chẳng biết đâu là nhựa hay kim loại đâu. Bản lề thì có một chút cải tiến là chúng ta sẽ có một dải nhựa dài để dàn đều lực giúp cho máy chắc chắn hơn. Phía mặt D sẽ có hai khe hút gió khá lớn, góp phần tản nhiệt nhanh hơn so với trước đây. Về màn hình thì máy sẽ được nâng cấp với một màn hình 16 inch Full HD cộng kèm theo tỷ lệ vàng 16:10 cho độ hiển thị nhiều hơn. Ngoài ra thì máy cũng được tích hợp công nghệ LED Blacklit giúp tiết kiệm điện năng, màn hình mỏng hơn và ít nóng hơn nhờ sử dụng màn hình chiếu đèn LED. Tấm nền WVA cho độ sáng lên tới gần 300 nit, nhưng mà thực tế thì khi mình đo sẽ chỉ ở khoảng 280 nit thôi nhé, giúp bạn có thể thoải mái sử dụng máy ngay cả khi làm việc ngoài trời với màn hình nhám. Độ chuẩn màu ở mức 65 sRGB sẽ đủ để cho bạn theo dõi phim, lướt web cũng như là có những trải nghiệm khá về hình ảnh. Đây cũng được coi là một điểm sáng bởi độ chuẩn màu này thì đã ngang ngửa với một em Vocho nhà Dell Gen 12 mà mức giá thì thấp hơn đến gần 5 triệu đồng. Một điểm hay ho đó chính là ở mặt C thì sẽ có cả bàn phím và loa tích hợp bên trên luôn. Bàn phím thì màu xám tạo điểm nhấn trẻ trung cho toàn bộ chiếc máy. Cảm giác gõ thì không phải là điều mà mình thích nhất, bởi vì hành trình phím thì không được quá sâu. Tuy nhiên thì phần touchpad siêu to và liền mạch với toàn bộ mặt C đem lại cái cảm giác thoáng hơn. Cũng nhờ đó mà việc di chuyển con trỏ khi mà không sử dụng chuột ngoài rất là thoải mái và thích. Ngay trên mặt C thì ta có hai dải loa to bự giúp tổng thể máy trông khá là ngầu và khỏe khoắn. Âm thanh phát ra nhờ thế cũng dội lên tai và to hơn bình thường. Đây chắc chắn là một điểm đáng tiền của Dell Inspiron 5625. Inspiron 5625 còn được trang bị khá là đa dạng các cổng kết nối. Ở phía bên trái ta sẽ có một giắc cắm tai nghe 3.5, một cổng USB và đầu đọc thẻ nhớ microSD. Bên phải là một giắc cắm sạc, một cổng HDMI, một cổng USB 3.2 Type-A và một cổng Type-C hỗ trợ DisplayPort và Power Delivery. Bảo mật vân tay và chập tràn vật lý thì bạn sẽ được trang bị thêm cả một phần mềm dưới virus marker free ngay trong máy. Ngoài ra thì laptop sẽ đi kèm với tính năng sạc nhanh giúp giảm thiểu thời gian sạc, sẽ sạc nhanh tới 8% trong vòng 60 phút. Tiếp theo là máy chắc chắn sẽ có sẵn Windows bản quyền 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 và Office.
Đặc biệt là Dell Inspiron 5625 sẽ được cải tiến với camera Full HD được tích hợp MicroCap và AI giúp giảm chống ồn và cũng như là sẽ giúp bạn đẹp hơn khi học tập online. Vậy thì phần hiệu năng thì sao? Hiệu năng lại là một điểm cộng tiếp. Nhìn chung mình đánh giá hiệu năng của chiếc máy này khá là tốt trong tầm giá. Phiên bản mình test ngày hôm nay là Dell Inspiron với con chip AMD Ryzen 5 5625U, bản 8GB và 512GB SSD. Tối đa các bạn có thể nâng cấp đến 32GB RAM và thay thế mới được 2TB SSD. Đáng ngạc nhiên là khi test Cinebench thì kết quả đa nhân là 7270 BTS và đơn nhân là 1363 BTS. Điều này cho thấy là chiếc máy đang mạnh hơn khá là nhiều so với con i5 Gen 11 tương tự của nhà Intel. Và các kết quả chạy test CPU khác cùng với bộ chip 6x12 luồng này mình sẽ để ở ảnh cho các bạn xem nhé. Tiếp theo đây là kết quả test ổ cứng. Ngoài ra thì khi test game do sử dụng card đồ họa rời nên là khá là mượt. Tổng kết lại, ta có gì ở chiếc máy này? Đây là một chiếc máy có thể sử dụng trơn tru các tác vụ từ học tập đến văn phòng, chỉnh sửa ảnh và edit video cơ bản. Ngoài ra thì máy chơi khỏe các tựa game phổ thông, giá thành thì hợp lý và quan trọng là thiết kế thì rất là đẹp và trẻ trung nhưng vô cùng thanh lịch. Ngoài ra thì con chip Ryzen 5 mới nhất 2022 cũng rất ngon và đáng để bạn trải nghiệm. Bạn nghĩ sao về một chiếc máy như thế này? Hãy comment và để lại bình luận phía dưới cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Tạm biệt.